tôi sẽ hát bài Nửa Mảnh Gương Thề ạ. Trích đoạn Nửa Mảnh Gương Thề. Mời Đào. Lạc Sương công chúa phụ hoàng đã giải những gì mà sao bỗng dưng em buồn thê thảm vậy? Phụ hoàng mắt chúng cải giảng thường chân đi lanh lạc, tại sao giặc lân bang càng lắm lẽ càng sáng sắc lắm mà nước trần thì quân binh mà anh không hiểu được. Ý của em là nếu chẳng may nước mất nhà tan, đường đời vàng nẻo quang sáng, ta không tìm nhau được, thì cứ mỗi năm đến rằm Thượng Nguyên, chàng hãy xuống chợ Trường An mà rao bán. Mình sẽ nhận ra nhau. Đã hiểu rồi lòng bằng đơn ca, chỉ mong anh sao có ngày tương ngộ. Cho hai mặt được lặng dạ,
chúa ơi, tay cầm nửa mảnh gương mà lòng nghẹn ngào không nói được thành câu. Lo từ đâu mà làm cho gương tan vỡ, coi lửa chiến tranh sắp tràn khắp kinh thành. Tự biệt sinh ly mà em cùng ghi được thật tình chịu ghê. Do sức khác từ lòng chung thủy, để sao có thể tìm nhau. Dạ, nếu anh hai đang lái xe thì anh hai đừng có bình luận nha.
xá phá. Trời ơi, nhìn nỗi sốt sang của công chúa Lạc Xương mà lòng ta đây cũng nghẹn ngào đau đớn quá. Gương xưa về chủ cũ mà người của ngày xưa cũng đến đây rồi. Ta đến đây mà lòng giả bồi hồi, không biết là vua việc công có phong cảm hay đưa ta vào bẫy gặp để càng căng. Nhưng biết được lòng chung thủy của người xưa thì ta đây xem thường tính mạng. Cao quý thái lòng nàng không sao xin, nhưng quyết bằng tâm Lâm Ngọc 1974 nha. Cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho Quyền Lê và một bài hát trên YouTube của anh Phụng Võ 52.